Hey yo, hello nha, chào người nha, chào mừng các bạn quay trở lại với channel mình là từ đường phố đây, chào mừng mọi người nha. Chúng em rất thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì đừng quên ấn like và share. Thì thích mình là đăng ký kênh nha, đăng ký bên góc trái màn hình, cảm ơn ở góc phải màn hình, cảm ơn người rất là nhiều. Ok, trước khi bắt đầu video hôm nay thì chúc anh em một ngày mới vui vẻ nhé. Ăn cơm miệng và xem video mình cách việc thoải mái nhất. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thì cứ như anh em cũng đã biết thì hôm nay chính là thứ sáu rồi anh em. Hôm nay là buổi sáng thứ sáu. Thì Evan thời tiết thì hôm nay Evan thì hôm nay chưa cập nhật anh em đâu. Thời tiết thì đang ở dưới video sáng nha mọi người, ở dưới phần comment mình được mình ghi ở dưới phần comment nha anh em thì chúng ta xem. Nhiều bạn sẽ thắc mắc bảo ủa hôm nay là thứ sáng thứ sáu mà lại sao có Evan tiêu phí các thứ gì đấy anh. Thì đây là video này được mình quay vào tối hôm trước mọi người nhá. Bữa nay mình bận công việc nhận đi làm thêm các kiểu để kiếm thêm thu nhập, thành ra là không có thời gian nhiều. Đây là tranh thủ thời gian quay video anh em thông cảm nhá. Ok thì như anh em đọc tiêu đề cũng đã biết ở cái video ngày hôm nay chính là video mình làm cái event tặng hạt cho anh em. Thì trước khi bắt đầu video thì chúc anh em xem video vui vẻ và đừng quên like, share, ủng hộ channel. Thì đầu tiên cho mình gửi lời cảm ơn. Trước khi bắt đầu video thì cho mình gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đã đăng ký kênh và các bạn đang xem video của từ đường phố mình hay là của Hiếu mình. Cho mình gửi lời đến tất cả các bạn, nhờ các bạn đã luôn ủng hộ giúp đỡ mình trong thời gian qua rất là nhiều và mong được anh em ủng hộ kênh phát triển trong thời gian sắp tới, sớm ngày đạt được những mốc tiếp theo như là 20 người đăng ký, 20.000 người đăng ký, 30.000, 40.000 và 50.000 người đăng ký, những giấc mơ nhỏ nhoi mong được anh em giúp đỡ thực hiện nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì Evan hôm nay thì có một con mình cũng chỉ có một con nạc cũng khá là bình dân anh em, không có gì là đẳng cấp lắm. Đấy con nạc VIP 8 level 55 master anh em, còn 7k4 kim cương. Đây là tem đội của nó anh em nhé, bao gồm có tem hồn này, đó, tem siêu rồi thép mọi người nhé, đó, boss thế giới các kiểu này anh em, đó, bộ đôi lati này, đó. Nói chung con ạc thì cơ bản thì tem thì thoải mái cho anh em chơi, đó, nhưng mà tụi nó không nhiều thôi, đó, nói chung là cũng đủ dư giả cho anh em trải nghiệm nhé. Ok, và trước khi bắt đầu vào hướng dẫn cách tham gia event thì anh em cho mình xin quảng cáo một chút nhé. Ok, đây chính là shop ạc chính thức của mình nè mọi người này, đây. Lông dân Pokemon nha, anh em có thể ghé qua đây. Thì mình đã cập nhật tất cả ạc ở ngay vị trí khi vừa vào kênh này, anh em có thể xem trực tiếp. Ở đây những con ạc này chỉ có hình ảnh cơ bản và giá của con ạc thì anh em có thể xem qua. Còn đâu anh em cần chi tiết thì các bạn có thể kéo xuống và xem từng con ạc theo má nhé. Và hiện giờ đang trong quá trình ăn mừng 16.000 người đăng ký này thì mình sẽ giảm giá cho anh em từ 50 đến 200k trên tất cả các ạc. Anh em là hứng thú thì eBay Facebook cho mình. Mong anh em có ủng hộ nha, cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, quay trở lại cái event tặng ạc thì chúng ta sẽ cùng đến với cách hướng dẫn tham gia event tặng ạc nha mọi người nha. Và trước khi vào cái event tặng ạc này thì mình sẽ có một cái giới thiệu qua cho anh em này. Các bạn nhiều bình thường nhiều anh em bảo mình là sao anh không làm kênh vlog thì đây. Không phải là mình không làm mọi người nha, mình có một kênh vlog riêng đồng hoàng đây, kênh Hoàng Hiếu Vlog đây. Đó, nhưng mà vì thời gian gần đây mình khá là bận không có thời gian quay nên anh em, mình bữa nay cũng đang nói chung là đói quá anh em đang kiếm thêm tiền. Đó. Đây, bữa trước mình cũng có làm một kênh. Anh em nào hứng thú thì có thể qua xem. Đó, cái này là mình chỉ là giới thiệu cho anh em nào hứng thú thì có thể qua xem nhé. Đây là kênh vlog của mình. Mình thấy nhiều bạn mời đến kênh hỏi là ủa sao anh không làm thêm kênh vlog để cho mọi người có thể được xem. Thì đây mình có kênh đồng hoàng nha anh em, thực hiện qua. Ok, quay trở lại cái event ngày hôm nay thì đây kênh tiểu tử đường phố, cảm ơn các bạn đã xem trong thời gian qua. Cách thức tham gia event thì đơn giản thôi, anh em like share cái video này ở dạng công khai ở trên Facebook nha, like và share video lên Facebook ở dạng công khai. Sau đó anh em đăng ký kênh tiểu tử đường phố giúp mình. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì ấn đăng ký kênh tiểu tử đường phố giúp mình nhá. Ok, sang tiếp theo. Ok, dành cho bạn nào đã xem kênh lâu thì chắc chắn là đều biết cách thức tham gia rồi. Còn anh em mới xem thì có thể xem qua xem để mình xem hướng dẫn để làm kèm nhá. Các bạn nhớ làm theo đúng tỷ lệ để vì để khi nhận được để khi chúng mà không làm đúng theo tỷ lệ thì cũng không nhận được ạc đâu. Đó nên anh em nhớ làm theo ký nhá. Chứ tránh để trường hợp các bạn trúng ạc rồi bắt đầu mới quay sang rồi chia sẻ rồi các kiểu đấy mới quay sang. Rồi năn nỉ mình kêu là anh ơi các kiểu đó mình cũng nói trước luôn đó, giống như các bạn mình nói này, giống như các bạn tưởng tượng các bạn đi mua vé số á, sao các bạn không đợi đến khi người ta công bố là các bạn đã mua tờ vé số trúng rồi đi đòi thưởng đấy. Mình thấy nhiều bạn khá là hay tham gia event rất là có tâm, có thể không like, thì mình không biết, share thì chắc là phải share rồi, like thì mình cũng không biết được đó, nhưng mà đây không like không share gì hết trúng ạc bắt đầu quay sang bắt đầu mới anh ơi các thứ các kiểu, khi mình nghĩ còn nhiều khi còn không đăng ký kênh rồi đấy, nhiều bạn như vậy cơ đó, thằng mới khuy trúng ạc là bắt đầu mới quay sang làm, thằng lúc đấy lại quay sang là mình thế này mình thế kia đó, mình nói trước nha các bạn đã tham gia event mà một khi đã không làm đúng thể lệ thì có trúng hay không trúng ạc cũng không được nhận nha các bạn nhớ nha. Hoặc là anh em mới chơi thì các bạn comment ở video 3 số bất kỳ, có nghĩa trong phạm vi lần này mình sẽ cho số phạm vi này đó, lắm rồi chúng ta không đoán nhỉ, 452 cao nhất là 675 đi.
Thế này từ từ. Thôi 752 là 300 số anh em nhá. Đó thì anh em comment 3 số bất kỳ từ 452 đến 752 trong phạm vi đấy. Ở ngay dưới video này nha mọi người nhá, kèm theo link Facebook hoặc là tên Facebook của anh em. Đó. Thì chỉ đơn giản thôi, các bạn like, share video, đăng ký kênh Tiểu Tử Đường Phố. Sau đó thì anh em xuống phần dưới video và anh em comment 3 số bất kỳ. Đó, cách thức tham gia event rất đơn giản. Thì hôm sau mình sẽ quay video, chứ mình cũng không live stream. Nếu bạn thích quay video thì bữa sau mình sẽ quay video công bố kết quả. Đó, mình sẽ ra room, nó ra số bất kỳ. Bạn nào ra được đúng con số mà các bạn comment thì sẽ là người trúng ảo. Thế thôi, cách thức thì đơn giản thế thôi nha mọi người. Ok, thì chắc chắn anh em đã xem qua rồi đúng không? Đó, cách thức tham gia event nó chỉ đơn giản thế thôi. Like, share video ở dạng Facebook, ở Facebook dạng công khai, đăng ký kênh và xuống phần comment và comment 3 số bất kỳ. Từ 452 đến 752 anh em comment trong phạm vi đấy, ví dụ như 4 anh em comment 500, 600, 550, đây là 3 số bất kỳ như vậy. Kèm theo link Facebook hoặc là tên Facebook đầy đủ. Đấy. Cần thiết là số điện thoại luôn cũng được, có gì mình khi trúng ạc mình sẽ gọi để xác minh. Gọi để xác minh nha mọi người nha, anh em xác minh được thì anh em mới nhận được ạc. Ok. Và đâu giờ thì chúng ta sẽ review qua con ạc này xem nó có gì. Đây là con ạc VIP 8 Never 55 anh em, hiện đang đứng top 10 ở server 640 11. Với tổng lực chiến đến 10 triệu anh em nhá. Sưu tập top 10, hình ảnh top 10 này thuộc cưới 20 này, VK 13. Nói chung là rất là ngon, còn 200 ảnh cháu chát đắc chưa tiến hóa này. Dương này, hộp mắc cấp này. Nói skill. Ui, còn rất là nhiều cái để mở luôn này, đĩa này. Đấy, tài nguyên đây anh em. Tài nguyên trong con ạc đây. Skin các kiểu, ok, đang còn sự kiện tiêu phí đĩa skin. Mình thấy con ạc này hơi ít và đang còn hơn 7k kim cương. Mình sẽ tiêu phí cho anh em luôn. Đó, bạn nào chơi sau thì có thêm để mà nhận. Ui, còn 20 đĩa tẩy này, ngon. Ok, giờ thì mình sẽ quay bàn quay nhá. Kiếm thêm ít hộp mắc cấp cho anh em luôn này. Cho bạn nào hôm sau bạn nào trúng ạc về có thể chơi này. Đấy, nhận thêm ít đĩa skin nữa. Mình thề mấy con ạc mà kiểu cú cú ác là quay he và dương tím lắm nhá. Mấy con ạc lâu lâu là kiểu gì cũng quay qua hộp mắc cấp ca mấy cái vụ kiện sử. Đấy, ngay nhạc xe vào mới mình thôi là mình quay mình cũng nghĩ như đoán ra như vậy rồi anh em. Đây, vụ kiện sử này. Vậy được 5 hộp cũng ngon đấy. Nhưng mình chỉ tiêu 6k kim cương thôi. Ui, 20 hộp mắc cấp cao ngon nhỉ. Tuyệt vời anh em. Xem nào. Lại 3 dương sử nữa, tuyệt vời rồi. Thì xem mà con này phụ kiện thế nào, ổn không mình làm qua luôn cho anh em luôn. Ui, tưởng qua món đấu vương 10 hộp kinh 10 dương sửa luôn anh em, ngon. Lại ngon nước rồi. Lại 5 dương sử tiếp. Khá là ok đấy mọi người. 5 dương sử tiếp này. Ngon lành. Đấy, đẹp trai phô mai que cho anh em chơi sau luôn. Rồi, 3 dương sử. Rồi, thu hồi đạo cụ xem con nạc này có gì, đang cưới thu cưới gì. 13-5 thôi à. Giờ còn thiếu 1k kim cương nữa. Là được bốc 6k nha mọi người nha. Để mình tính xem là lên tiêu và gì giờ cho nó hợp lý nhỉ. Kiểm tra qua con nạc hay nào, luyện. Quét phát nào. Bộ quát thể lực đi anh em. Mua qua thể lực nào. Mua thể lực thì cũng không hết bao nhiêu kim cương nhỉ. Giờ 15k3. Phục hồi tài nguyên. Đủ, xong. Đơn giản gọn lẹ anh em. Đấy, lên never luôn này. Phát lửa. Rồi ok. Mình không phá quá nhiều nha, không để khi nhiều bạn kêu ôi chờ phá tài nguyên các thứ. Tùy anh em nghĩ thôi, đây mình còn đang cày hộ anh em chứ không gọi là phá đâu. Đấy, tích thẻ gộp này, đấy về cái là có thẻ gộp nâng cấp được chiến. Mới chơi vừa nhận ạc đã nâng cấp được chiến, nghe nó phê lắm. Này, tiêu hết 6k kim cương nhá. 6k này, 120 skin về cho anh em này. Đấy chứ bây giờ mình không nhận là ngày mai là anh em nhận ạc, không tới chúng ạc là anh em nhận và cũng đã không còn rồi. Ok, dùng nào. Rồi. Đấy, 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 thấy không? Bây giờ skin thay thứ thoải mái cho anh em. Uầy, tính nhau nàng này cũng thoải mái chứ. Dư nhiều chứ này. Mẹ kéo không để ý thôi, dư nhiều. Rồi, ok, tiếp theo là xem nào. Dương, hộp mắc cấp cao đâu. À, dương sử đây. Có 31 dương sử à? Đừng luôn. Để xem con ạc này phụ kiện các thứ thế nào nha mọi người nha.
skin trước này. Ui 12 ô skin rồi mọi người. Một cháu 12 ô skin rồi, đùa đâu. Trang phục đáo đồ 1 sao này. Phụ kiện này. Ui. Đồ cao cấp thì cũng có đồ 8 năm nha mọi người nha. Full 3 full luôn. Đấy. Đây. Cũng đã có món 5 món này. Sáu áo. Uầy, cơ bản nhìn sơ sơ là cũng lấy được 1-2 bộ rồi anh em. Để xem nào. Xem có được 1-2 bộ đầy đủ không. Sao mà mang lệch chứ nhỉ. Đây mình thấy đây là được 1 bộ này. Đâu, không áo. Không áo anh em. Uầy, cay nhỉ. Đây áo Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng có giày không? Có giày Vĩnh Hằng anh em. Được 2 bộ Vĩnh Hằng là mình nhìn thấy đầy đủ này. 2 bộ Vĩnh Hằng đầy đủ anh em. Đấu vương có một bộ không? Đấu vương có một bộ đấu vương anh em. Hai bộ Vĩnh Hằng, một bộ đấu vương nha. Bạn chuột mang lệch hết rồi, mình thấy là được hai bộ Vĩnh Hằng, một bộ đấu vương. Đó, các bạn về sau chơi thì deal sắp lại nha. Đấy, hai bộ Vĩnh Hằng, một bộ đấu vương anh em thì sắp này. Đấy, một bộ Vĩnh Hằng này. Hai bộ đấu hằng, một bộ Vĩnh Gương. Đó. Ok, nói chung thì thôi. Video quá dài rồi, nói dài quá nói dài thành nói dại. Cách thức tham gia và anh em nhớ ký cho mình một lần nữa nha. Like, share video ở dạng Facebook, ở dạng công khai. Tiếp theo là anh em xuống phần video, anh em xuống phần comment và comment 3 số bất kỳ kèm theo Facebook của mình. Đó, số đoán từ 452 đến 752. Thời gian bắt đầu event sẽ vào sáng thứ 6 ngày 23 tháng 7 anh em nhé. Từ 7 giờ ngày 23 tháng 7 và sẽ kết thúc vào lúc 13 giờ ngày 24 tháng 7, có nghĩa là thứ bảy đây anh em, nó kết thúc vào thứ bảy nha, ngày 25 tháng 7 chứ, 25 tháng 7 anh em nha. Nói chung là sẽ bắt đầu vào sáng ngày thứ 6 và sẽ kết thúc vào trưa ngày thứ bảy anh em nha. Sáng thứ 6 là ngày mai và kết thúc vào trưa ngày thứ bảy vào lúc 13 giờ là 1 giờ trưa ngày thứ bảy đó. Mình sẽ làm rồi đấy, mình sẽ làm video công khai ở ngay lúc video sẽ được công báo ở ngay video 3 giờ chiều nhá. Anh em vào cho kênh để tham gia xem kết quả. Ok, còn đâu video hôm nay thì kết thúc thôi. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Bye bye, chúc anh em xem video vẻ nhé. Tạm biệt, hẹn gặp mọi người video tiếp theo.